Dạ, em xin chào tất cả anh em ơi. Em chào mừng anh em tới với kênh Tâm Sắc Đức Thắng nha anh em. Em cũng biết nói sao nhưng mà nói thật sự với anh em là em rất là mừng luôn. Bữa nay là không thấy vì không có mấy anh thợ chính làm. Thằng thừa thì đi giao máy, gum cũng đi giao máy. Còn tài, tiền với chuyển. Mà em cũng ngạc nhiên luôn anh em ơi. Xử lý được hết trơn luôn. Em nói anh em là nãy giờ là tài tiền là đứa nào nó làm máy chạy được cũng được cho em giật mình luôn trời. Em không có ngờ là mấy đứa cháu này nó lên cơ này không hay luôn á. Cái máy này em nói anh em là nãy là về nó bị gì tài à, thiếu dầu quá con. Máy này nãy sao con nói cho bà nghe bà con mình nghe. Cái này con nãy về là dầu nó hơi cặn, cái con có xả dầu cặn ra đổ dầu mới vô. Rồi là một. Cống dầu vin nó bị đứt nên em rồi tiền của thằng tài là nó thay ống dầu, thay ly dầu, thay lọc dầu là mới luôn. Ủa mà cái ly lọc nãy nó không có luôn hả gì không? Dạ có nhưng mà cái ly nó bị méo rồi, gắn cái lọc vô không được con thay. Cái ly nó bị méo rồi con gắn cái lọc vô không được rồi con thay luôn. Nhưng mà em cũng giật mình luôn là mấy đứa nó xử lý một cách em nói anh em là hoàn hảo luôn á. Là nó đóng chân nền tiền là em nói anh em là em rất là khen nó luôn á. Nó làm thì nói về tốc độ thì không nhanh bằng ai nhưng mà bảo đảm anh em là làm là ra làm. Còn tài thì nó rất là nhanh lẹ mà nó mỗi thằng nó có cái đặc điểm riêng. Còn thằng Diễn nãy giờ ôm cái máy này tự xử lên luôn. Em nói anh em là mấy đứa cháu này mà nếu mà cha mẹ hay là giật mình luôn á. Nhưng em nói là anh em là cái máy này là hoàn toàn là thằng tài làm công luôn nè. Còn tiền này nãy giờ có công đóng chân nền nhưng mà tiền thì đó về mấy bắt cỏ rồi nó giỏi hơn anh em. Nếu có mấy thì là thằng tiền giỏi hơn. Nó làm ta chuộng nó gì nó kỹ. Nó làm nào đáng đấy á. Em giật mình luôn á, mấy này nãy em về em thấy là nó mở lọc dầu nè. Nó thay lược nè. Ống dầu gắn chế tự lên làm hết luôn á chạy. Cái này em lên cho anh em là cái con Yamaha NF3D6. Là nguyên bản. Có hồi nãy là nãy anh tài nó có chia sẻ với anh em mình là cái ống dầu này nó bị dũng nè, bị đứt ống dầu vin nè. Còn tài có đai cho anh em mình là cái ống dầu này nè, ống dầu dính đi với một cái lược, với cái ly dầu, với cái lược dầu, với rửa cái bình dầu mà anh em tiếng mới chạy nè. Đặc biệt cái NF3D6 này là bếp kim nữa anh em, bếp kim nó chạy nghe nó đã gì đâu luôn á trời ơi. Nó thị thầm nghe xinh luôn á. Cháu không tội nghiệp này chứ nó hay thiệt chứ. Cái này của em làm chưa chắc em làm được. Rồi dắt luôn này. Cái này cái tội với em nè anh em này. Cái móc cũng được không làm dắt cái lưới này. Nó phân công nhau cho nó biết làm hết trơn luôn tại đã được chứ. Cái này mấy cái con kỹ mấy cái gió thì thôi con mấy cái con kỹ mấy chạy thì làm luôn em ơi. Cái này là nguyên bản luôn, nguyên bản nguyên thủy chạy ra đây em ru. Mà nói thật tình với anh em là cái góc đề này em chưa có thử nha, em cũng không biết luôn. Người trong đường đó là thằng thừa với thằng phụng rồi biết câu, em thì biết trên lý thuyết không ạ. Còn thực hành thì em chưa có. Ví dụ như em biết cái góc đề hư là phải thay góc đề khác thì em rất là lành đó. Còn vô mà gắn thực tế thì em có lành, em không có biết. Cái này có vết sạc luôn mà ra nó cháy này, nó cháy bên bộ phận sạc này, nó cháy bên vết sạc. Thì em thấy nó còn lăn ok nè. Máy chạy quá chìm nè, tiếng tích luôn á. Cái này mép kim anh em chạy oxy một cái nha. Hoặc là anh em có cái vuông nhỏ anh em bơm nước kéo ném sẽ thuốc rồi anh em ơi. Tới công chuyện đi. Rồi này em xin báo giá cho anh em mà con có bắt mình luôn nha. Cái máy này em bán anh em là 7.3 bao ship nha anh em. 7.3 bao ship Yamaha NF3D60 bếp kim
lấy chưa ba bao ship, anh em nào làm được cái thì hú em nha. Cái này là quá đã luôn, chạy gì biết cái nào luôn á, chạy cái tiếng ru luôn á, tăng quá đực. Rồi em cũng xin kết thúc video tại đây nha anh em, cảm ơn anh em cũng như bà con cô bác rất là nhiều, chào tạm biệt anh em.